Thưa quý vị, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới gây mưa lớn, một số khu vực trên địa bàn quận Sơn Trà cũng bị ngập nước, ghi nhận của nhóm phóng viên tại phường An Hải Tây. Khoảng 7 giờ 30 phút tại đường Hà Thị Thân, nước mưa ngập tràn trên vỉa hè. Giao thông qua lại tuyến đường này khá khó khăn. Lực lượng dân quân phường An Hải Tây đã ra quân tập trung tại tuyến đường này để nạo vét khơi thông cống rãnh. Đây là khu vực ngập nước nặng tại phường An Hải Tây mỗi khi có mưa lớn hay bão. Vào kiệt số 6, nơi đây bị ngập khá nặng, bà con sinh sống và buôn bán tại đây cũng đang chật vật dọn nước. Theo nhiều người dân, nước hiện tại đã rút nhiều hơn so với thời điểm sáng sớm. Sáng sớm là nước lụt, khu vực mình là nước lên tới mực nước bằng của mấy cô bán này là bơi. Rồi bơi từ sáng đến giờ mà chưa hay rút hết nước. Cô đang dọn biết từ sáng giờ, cô như từ lúc 6 giờ đến giờ đó, chứ không phải là 7 giờ, 6 giờ sáng đến giờ. Trời mưa xuống mới là ngập và hơi phần nhà. Là cô nhờ là cấp trên là giải quyết để cho con ngay mật sinh đồ nó đi lệ cho thằng tiện. Và chợ buôn bán đồ chứ còn họ lo dọn nhà dọn cửa với núi chung nhà họ ngập hết. Một căn trọ nằm trong kiệt này, nước tràn cả vào nhà. Do khu vực này trũng thấp, người dân phải kê đồ lên cao và dọn nước liên tục. Tôi là nhà tôi là sáng giờ vô nước vô tới phòng ngủ, mấp mấy chân giường. Đang lo là khả năng mưa to nữa thì nó sẽ ngập lên nữa. Trong thì ở đây riêng cái xóm này là nước rất là thấp. Đến mùa mưa mà chỉ cần mưa to 3 tiếng hoặc 4 tiếng là cả xóm đều bị ngập hết. Rất là khó khăn cho việc bà con phải dọn lụt giống như là ở quê chứ không phải là ở thành phố nữa. Còn tại đường Trần Hưng Đạo, khu vực chung cư Monachi, khoảng 7 giờ 30 phút, nước cũng ngập tràn lên vỉa hè. Xe ô tô đậu sát lề đường, nước ngập gần nửa bánh xe. Tuyến đường này có nhiều lượng xe lưu thông, mưa ngập nên cũng gây ách tắc cục bộ tại đây. Nếu tình trạng mưa cứ kéo dài thì tình trạng ngập nước sẽ nặng hơn như thời điểm tháng 10 năm ngoái, gây ảnh hưởng đến việc di chuyển và sinh hoạt. Vì vậy, người dân trên địa bàn cần chủ động nạo vét khơi thông các cửa thu nước trước nhà để hạn chế tình trạng mưa ngập.